Chiều ngày 14 tháng 6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phát đi thông báo cáo báo chí làm rõ thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng có nêu về việc thiếu 1 triệu tấn than cho nhiệt điện để tránh sự hiểu lầm của dư luận về trách nhiệm của các đơn vị cung cấp than. Liên quan đến nội dung này, EVN cho biết trong các tháng đầu năm 2023, sự phối hợp hiệu quả và nỗ lực cung cấp than của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV và Tổng công ty Đông Bắc đã góp phần quan trọng để EVN sản xuất cung ứng điện cho phát triển kinh tế và phục vụ ở đời sống nhân dân sinh. Vào đầu tháng 6 vừa qua, EVN đã tổ chức buổi làm việc với TKV và Tổng Công ty Đông Bắc để đề xuất hai đơn vị này cấp bổ sung thêm 1 triệu tấn ngoài khối lượng hợp đồng đã ký kết để đảm bảo đủ than cho nhu cầu sản xuất điện trong tháng 6 và tháng 7 năm 2013. EVN cũng đã tìm giải pháp cấp đủ than phục vụ sản xuất điện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.